Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Bệnh viện Điện thoại 24h. Là một mùa Giáng sinh nữa lại đến, và như mấy năm trước thì mọi người hay lên Google tải về những hình ảnh đẹp mang chủ đề Noel để làm hình nền cho iPhone. Nhưng thường các hình ảnh đó có chất lượng không cao và không phù hợp với kích thước tỷ lệ màn hình nên dễ bị bể ảnh. Sau đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tải hình nền Giáng sinh cho iPhone cực đẹp với chất lượng lên đến 4K nhé. Bắt đầu thôi! Cách đầu tiên, các bạn tải hình nền Giáng sinh cho iPhone bằng ứng dụng OneGraph. Ứng dụng OneGraph cung cấp cho người dùng iPhone các hình nền Noel rất chất lượng và đa dạng. Ứng dụng còn có các hình nền tùy biến theo màn hình của các dòng iPhone. Ngoài ra, ứng dụng sẽ đưa ra những chủ đề hình nền khác phù hợp với lứa tuổi của bạn. Sau đây là phần hướng dẫn sử dụng ứng dụng OneGraph nhé. Bước đầu tiên, các bạn hãy vào App Store để tải ứng dụng OneGraph. Sau đó các bạn tải về. Sau khi tải xong, các bạn truy cập vào ứng dụng OneGraph. Các bạn chờ một lát. Sau đó các bạn hãy nhập tuổi của mình nha. Sau khi mà các bạn đã vào bên trong ứng dụng OneGraph, kế tiếp các bạn bấm vào mục tìm kiếm. Ở đây các bạn hãy nhập từ khóa Christmas. Sau khi các bạn nhập từ khóa xong, nó sẽ hiện tất cả các chủ đề về Giáng sinh để các bạn lựa chọn. Các bạn hãy kéo xuống và lựa cho mình một cái hình nền ưng ý nhé. Sau khi mà các bạn đã chọn một cái hình nền mà các bạn ưng ý xong thì các bạn nhấn vào. Sau đó các bạn bấm vào biểu tượng hình nền điện thoại. Sau khi mà nó hiện ra cái hình nền điện thoại xong thì các bạn có thể canh chỉnh sao cho nó phù hợp với cái hình nền mà các bạn chọn nha. Khi mà ưng ý rồi thì các bạn nhấn tải về và làm dùng hình nền chính cho mình luôn nha. Cách thứ hai là các bạn tải hình nền Giáng sinh cho iPhone bằng ứng dụng Clarity Wallpaper. Các bạn hãy vào App Store, nhập từ khóa Clarity Wallpaper. Sau đó các bạn tải xuống. Sau khi tải xong thì các bạn mở ứng dụng Clarity Wallpaper nha. Khi mà các bạn truy cập vào ứng dụng rồi, sau đó các bạn chọn vào tìm kiếm như mới nãy luôn. Các bạn bấm vào biểu tượng kính lúp nha. Sau đó hãy nhập từ khóa Christmas luôn. Sau khi nhập từ khóa xong thì nó sẽ hiện các chủ đề hình ảnh cho các bạn lựa chọn. Ở đây thì mình sẽ chọn cây thông Noel. Sau đó các bạn chọn vào biểu tượng hình điện thoại để xem thử hình nền khi được áp dụng luôn nha. Ở đây nó có biểu tượng điện thoại để các bạn nhấn vào nè. Ngoài ra các bạn có thể thêm chữ hoặc là thay frame cho hình bằng cách nhấn vào biểu tượng chỉnh sửa. Nếu mà ưng ý thì các bạn có thể tải về và làm dùng hình nền luôn nha. Cách thứ ba là các bạn tải hình nền Giáng sinh cho iPhone bằng hình nền động 4K. Ứng dụng này là ứng dụng có hơi ít khá hình nền động về chủ đề Noel, tuy nhiên sẽ cung cấp cho bạn rất là nhiều chức năng khác như là cài đặt thêm widget và hình nền cho bàn phím. Sau đây là phần hướng dẫn sử dụng ứng dụng hình nền động 4K nhé. Các bạn hãy vào App Store và tải cho mình hình nền động 4K Live nha. Sau đó các bạn truy cập vào ứng dụng. Sau khi mà các bạn đã vào bên trong ứng dụng rồi, sau đó các bạn chọn vào Catalog. Sau đó các bạn điều chỉnh đến phần Lightroom. Sau đó các bạn vào bên trong của cái phần Lightroom và chọn cho mình cái hình nền mà các bạn ưng ý. Và sau đó các bạn nhấn vào nút tải xuống và chọn Save Full Dome luôn nha. Ok, vậy là xong. Trên đây là phần hướng dẫn của mình để các bạn biết cách tải hình nền Giáng sinh cho iPhone thông qua ba ứng dụng trên. Hy vọng các bạn sẽ có nhiều hình nền Giáng sinh lung linh cho iPhone của bạn. Ngoài ra thì các bạn đừng quên like, share và subscribe cho kênh Bệnh viện Điện thoại 24h nha. Mình sẽ quay trở lại với các video khác cùng với các chủ đề thú vị hơn đó. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.